Hello, xin chào anh em ha. Chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử vững chắc của mình. Thì mình nhận một cái bo mạch. Cái bo mạch của cái hãng Temisen. Đây, thì cái bo này ha là cái chất lượng PCB á, là mình nhìn là mình biết là cái bo của cái đời sau. Những cái đời sau này á, là Trung Quốc nó sẽ không biết phải Trung Quốc không, nhưng mà cái chỗ sản xuất á thì thường thường là Trung Quốc nó sẽ làm một cái chất PCB khác ha, là cái PCB này nó sẽ bóng hơn, chất nó sẽ bóng hơn ha, nó phủ cái lớp sơn nó nhiều hơn ha. Mà mình dòm cái màu cái chất đó mình thấy nó mình không thích lắm. Mình không thích như cái như mấy cái bản mạch, như cái mấy bản mạch trước ha. Đấy thì anh em mà làm nhiều tiếp xúc nhiều nhìn vô sẽ biết liền. Thì cái bo này là mới đây. Lo này là mới đây ha. Thì anh em nhìn thì cái cấu trúc nó như thế này đây, nhưng mà nó sẽ khác nhau về công suất nha. Đây thì anh em sẽ thấy nè. Để mình thấy. Ở phía trong mạch á là nó sẽ có nè. Nó sẽ có phân loại. Này, anh em thấy là cái chỗ gạt á là 37V 150W. Đây 37V 150W là cái loại này ha. Đấy là cái loại này. Còn một loại nữa là 42V thì nó là 200W. Đấy thì mặc dù á, là cũng cùng một cái bo này, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái mức công suất khác nhau. Đấy, nhiều mức công suất khác nhau nha, cho nên là anh em nhìn thấy nó như thế, nhưng mà thực sự là nó không phải công suất như thế. Thì cái mạch này là nó bị hư cái con IC công suất ở phía dưới bên giờ mình nè, con IC 3251 ấy, tra trên data sheet thì cái con này á, là 175W, nhưng mà anh em chạy CT. Còn mà mono nhập hai kênh lại thì nó là 350W. 350W nha. Thì ở trên cái data sheet của nó là nó sẽ để cái thông số như vậy, thì mình cứ hiểu là con IC đó là tối đa nó là 350W nha. Đấy là cái thứ nhất là IC công suất. Cái thứ hai nữa là cái nguồn ra, cái nguồn cấp. Thì cái phần nguồn ở bên đây là cái nguồn 15 thì nó sẽ không có thay đổi. Nguồn 15 này, nguồn 15 này để sạc cho ắc quy thì nó sẽ không thay đổi ha. Nó chỉ thay đổi cái phần nguồn ở bên đây. Là cái này nó ra cái nguồn là mình đo được là 36V, thì ở đây nó để là 37V nè. Là 150W là đúng. Đây mình đo 36V, 36V mấy đấy thì xem như 37V. Nha. Đấy còn về lại nó ra nguồn 37V, nó chạy với con 3251. Đấy còn mà cái mạch mà công suất cao hơn thì nó sẽ ra là 41V mấy nè. Xem 42V. Đấy là nó chạy con 3255. Còn nó ra mà cái nguồn 45V, 44 44 chấm mấy V đó, nếu mà đo thực tế 45V thì là nó chạy con 5630B. Thì cái con 3255 với 5630B là cái con IC, hai con IC công suất đó là nó ngang ngửa nhau, nó 315W cho hai kênh CT và 600W cho một kênh là mono ha. Thì tra trên cái data sheet đó ấy thì cái mạch này á, là nó con IC công suất của nó là đây, mặc dù ra hai cái đường lo nhưng mà thật sự là nó hai đường lo này nó mắc song song nhau, nó thông nhau ha. Như vậy thì khẳng định rằng là cái con IC 3251 này thì nó ra được 350W. Đấy là 350W là mắc của nó nha. Nhưng mà mình quýnh liên tục thì ở đây nó để là 150W nè. Đấy là cái thông số này là hoàn toàn chính xác cái thông số để đây ha. Rồi thì cái này thì nó không phải hư cái phần ở phía trên nha, nhưng mà nó bị hư cái phần IC công suất. Thì anh em, và một cái nữa là cái mạch rất là mới, nhưng mà không biết sao cái bớt ở chỗ này nè nó bị oxy quá, nó bị sét cái chân input. Cái chân input ngay đây nè, thì mình có tháo ra mình thay cái chân khác rồi mình cắm lại, mình dán hai cái cục keo đây cho nó cứng ha. Đấy
thì cái chương trình voice nó bị sét khi mà mình sửa nó chạy rồi thì mình bắt lên thì cái tiếng nó không được lớn lắm, nó hơi nhỏ lại ha, thì mình thay vô thì nó lớn trở lại. Đấy, nếu nếu mà mình không phát hiện ra cái bệnh ở chỗ này ha, trong cái quá trình mình tháo cái mặt ra mình sửa thì có khả năng là về là anh hát là cái mạch nó bị như cái tiếng nó bị nhỏ xíu luôn, mà không biết tại nguyên nhân tại 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 sao nhỏ. Đấy, trong cái quá trình mình tháo mạch ra thì mình phát hiện ha, đấy mình xử lý luôn. Rồi thì cái mạch như thế này, thì cái mạch ở phía trên này á, thì lúc trước nó có con điện trở, ha, nó có con điện trở ngay trong chỗ phía này, thì này nó lấy cái nguồn nó cấp cho con 7, lấy nguồn 10 12 cấp cho con 7808, thì cấp cho 8V, thì 8V này nó sẽ nuôi cho micro. Đấy. Thì ở đây thì mình hàn lại thành một cái cuộn cảm nha, để nó vừa lọc nhiễu được tốt. Và nhưng mà mình thấy ở phía này là nó có một cái con điện trở gì nó đi cái đường này. Con này không biết có hay là không nữa 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 nữa, nữa đây. Rồi ha, thì mình test thì nó chạy tốt ha. Rồi thì cái này thì mình làm video để biết là nó hư những cái lỗi như thế ha. Rồi đây, trước tiên là mình ghim cái dây lo vào trước. Đây, trước tiên là mình cắm cái dây bình ắc quy ha. Cắm dây bình ắc quy vô. Thử. Đây. Đó, bình ắc quy nè. Lên ha. Line in. Bluetooth nè. Bluetooth mode. Kiếm cái đầu tốt của nó ha. Có. Bluetooth connected. Rồi thì ở đây mình phát hiện là cái Bluetooth của nó lâu lâu là nó sẽ bị nó hơi chập chờn nhẹ ha, nó bị yếu cái nguồn ha, thì mình xử lý xong luôn rồi, xử lý cái phần đó luôn. Nha, thì gạt bỏ con điện trở hàng lại thôi. Đây mình mở nhạc lên thử ha. Mình tắt ha, mình chuyển qua sử dụng điện 220. Chuyển qua sử dụng điện 220 thử xem sao ha. Bật cái cầu dao lên nè, 220 thì bật xuống, 220 thì nó báo nó đang sạc luôn 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 Line lên nè. in. Báo sạc nè. Chỉ sáng có bóng đèn thôi, mình rút cái dây bình ra là nó sẽ sáng cái bóng đèn xanh ở bên kia luôn á. Đấy, thấy không? Cái bình ra, ghim vô thì nó báo sạc nè. Đấy, nó đang sạc. Rồi, chuyển qua Bluetooth. Bluetooth mode.
phát nha. Đấy, thì cái này á tắt à. Cái này thì mình thay con mình mua hai con. Mua hai con thì nằm hai con IC nằm chung cái băng như thế này rồi. Ấy nhưng mà mình thay vô cái con đầu tiên là nó không chạy. Đấy. Mình tính đo là nó bị khóa hay là gì mình kiểm tra hết thì không thấy vấn đề gì cả. Bung ra mình thay là con thứ hai chạy bình thường. Đấy. Cho nên là anh em mà sửa chữa là anh em mà nắm không vững kiến thức á, khi mà anh em thay vô nó không có chạy là anh em thấy nó là anh em thấy hoang mang rồi, nhưng mà thật sự á, là do linh kiện nó không chạy ha, chứ không có phải là một phần là do nhiều nguyên nhân khác nhau, cho nên là khó lòng mà biết được ha. Cháu mình đang chuyển mưa luôn anh em. Heo rồi, này là cái phần mít ha, mình thử luôn cái mít go để có khi về nhà hát được, còn micro hát không được, đợi mình xíu mình lấy thử kiếm cái micro nào mình thử ha, thử với micro của bắp thôi ha anh em, thì có mic thử là được rồi. Mát nè, nguồn cả sẽ rồi, cắm vô để mình thử coi nó có âm thanh không nha. Thử bằng ắc quy đi. Lơ 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 một thì cái echo với cái khuếch đại tín hiệu này thì nó hay hơn mấy cái loại trước nghe nè. Thì cái mic mình dặn chưa mắc nữa. Do cái mic của mình nó thiên về cái tiếng bass á, cho nên là nó hầm hầm, nên phải bớt cái bass lại. Đấy, do mình chỉnh cả thôi, không có vấn đề gì cả. Rồi ha, thì ở đây là cái con IC echo nè, là nó là cái con giống như là con chip á, này con chip DSP á, nó nạp cái chương trình vào ha, chứ không có phải mà chạy giống như mấy cái con lúc trước mà 56031 với 65811 0001 gì đó, một trong ba con đó nó lộn không có nhớ ha. Thì ở đây nó có cái bớt nè, thì nó sẽ cắm vô trong cái bớt này ha, để nó nạp chương trình, nó giao tiếp với cái con này luôn. Thì cái đó là cái tầm cao mới ha, mình không có chương trình để mình làm đấy, thì mình cũng không có làm cái phần đó đấy. Một hi là mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa. Rồi ok anh em, rồi video này kết thúc nha anh em, chào tạm biệt anh em. Thì cái mặt này mình test cũng cho nó chạy khá là lâu rồi ha, thì bây giờ chỉ quay video up lên thôi đấy, tạm biệt anh em.